Tối 13 tháng 10, trước khi rời Trung Quốc, đội tuyển Việt Nam có trận đấu tập với Uzbekistan. Đây là trận đấu không tính điểm ở đợt tập trung FIFA đây lần này, tuy nhiên sẽ giúp ích nhiều cho huấn luyện viên Chusier trong việc đánh giá lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Trước đối thủ đang xếp hạng 75 thế giới, hơn tuyển Việt Nam 20 bậc, đội quân của huấn luyện viên Chusier đã thi đấu đầy nỗ lực. Dẫu vậy, đội vẫn phải nhận trận thua 0-2 sau các pha lập công của Austin Ulunov và Haskidan Alikulov ở các phút 25 và 67. Sau trận đấu, huấn luyện viên Chusier đã có những đánh giá thẳng thắn về màn trình diễn của các học trò. Ông nói, hôm nay rõ ràng chúng ta đối đầu với một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Vì vậy, mục tiêu của toàn đội là làm thế nào tổ chức được tốt khâu phòng ngự. Rõ ràng cả ba đối thủ mà tuyển Việt Nam đối đầu trong đợt FIFA Day tháng 10 đều mạnh hơn, và cả ba trận đều diễn ra trên sân khách nữa. Vì vậy, trong trận đấu này và cuộc đọ sức sắp tới với Hàn Quốc, chúng tôi tập trung vào việc hoàn thiện, làm tốt những tình huống kiểm soát phòng ngự. Về mặt này, tôi hài lòng với sự đồng bộ của hệ thống, cũng như sự tập trung của các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi chưa hài lòng về các thời điểm mà đội phải làm được về các tình huống chuyển đổi từ thời điểm không bóng sang có bóng để phản công, cũng như một vài thời điểm có bóng nhưng đội đã mắc sai số và để đối phương đoạt lại một cách dễ dàng. Ông Chusier nói tiếp, dẫu vậy, tổng quát về trận đấu này, tôi hài lòng với tinh thần của tất cả các cầu thủ được tung vào sân. Chúng ta đều biết rằng cả ba trận đấu này không có trận nào dễ dàng cả.